Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá giết chết hơn 7 triệu người mỗi năm và 80% những người này sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, ngày càng nhiều mô hình bệnh tật đang thay đổi mà trong đó có nguyên nhân từ khói thuốc lá. Các chuyên gia đã thống kê thuốc lá đang tạo cơ hội cho nhiều loại ung thư phát triển. Báo cáo tại tọa đàm, thực trạng và phương pháp tầm soát ung thư vòm họng phổi cho thấy tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá tại Việt Nam là 96,8%. Nhiều chuyên gia đã chia sẻ, ung thư phổi và vòm họng đang là những loại ung thư phổ biến. Nguy cơ bị ung thư phổi của những người hút thuốc cao hơn gấp 10 lần so với những người không hút thuốc. Mức độ tăng nguy cơ khác nhau tùy theo loại tế bào ung thư. Mặt khác, tiếp xúc với khói thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi 20-30%. Thực ra, cái thuốc lá có phải là nguyên nhân gây ra không thì chưa ai chứng minh được là gây ra. Nhưng mà người ta coi như những yếu tố tác động ảnh hưởng thì rõ ràng là thuốc lá, là nó ảnh hưởng đến. Rõ ràng thì người ta thống kê lại những người bị ung thư thì cái số người hút thuốc lá nhiều. Số người ít thuốc lá, không hút thuốc lá, ít. Ngày Thế giới không khói thuốc lá năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã lựa chọn chủ đề Sử dụng thuốc lá, mối đe dọa phát triển sự bền vững các quốc gia. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế Thế giới đã đề cập đến những tổn thất về sức khỏe và kinh tế, những tác động tiêu cực tới mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo về số ca tử vong sẽ ngày càng tăng nhanh nếu như các nước không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Cái thuốc lá thì nó gây rất là nhiều tổn thất về sức khỏe. Và thông qua cái tổn thất sức khỏe thì nó ảnh hưởng tới các cái tổn thất về kinh tế. Có thể nêu là thuốc lá gây ra tới những 25 cái nhóm bệnh khác nhau. Và trong đó các cái nhóm bệnh nguy hiểm như là ung thư này, tim mạch, thế rồi bệnh phổi và các cái ảnh hưởng sức khỏe sinh sản sinh dục cả nam và nữ. Thông điệp chính là mọi người dân, đặc biệt là những người thế hệ trẻ, thì thứ nhất là không nên nghiện thuốc lá. Và nếu đã nhỡ nghiện thuốc lá thì nên bỏ hoặc là giảm tối đa và tiến tới bỏ thuốc lá. Và vì là ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình và những người xung quanh. Và cũng mong rằng là mọi người thực hiện nghiêm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt ở đất nước chúng ta cũng phải thật nghiêm ngặt như các nước trong khu vực và trên thế giới đã làm. Theo kết quả điều tra năm 2015, người Việt Nam đang chi 31.000 tỷ đồng mua thuốc lá, 23.000 tỷ đồng là tổng chi phí điều trị và tổn thất do mất khả năng lao động vì ốm đau và tử vong sớm. Do 5 nhóm bệnh trong số 25 bệnh do sử dụng thuốc lá gây ra, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia ưu tiên thúc đẩy các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, lồng ghép trong các chương trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.